Để tạo lập tài khoản seller eBay, bạn vào My eBay Summary. Vào Account và liên kết với tài khoản PayPal bằng cách click vào nút Link My PayPal Account. Sau khi liên kết thành công, bạn quay trở về eBay và đi đến mục Personal Information. Click vào Automatic Payment Method. Chọn hình thức là Redeem Card. Setup Automatic Payment. Ở khu vực này, bạn điền thông tin thẻ Visa của bạn. Và thông tin cá nhân của bạn. Sau khi điền hoàn tất, bạn nhấn Continue. Và quá trình hoàn tất, bạn sẽ được đưa đến nơi để list sản phẩm đầu tiên. Như vậy thì tài khoản seller eBay của bạn đã được tạo thành công.